Chào mừng các bạn đến với bản tin chuyển nhượng ngày 28 tháng 6 trên kênh The Offside. Bản tin cập nhật những thông tin chuyển nhượng mới nhất của bóng đá châu Âu trong 24 giờ qua. Chelsea và Man City đại chiến vì thần đồng pháo thủ. Từ Daily Mail đưa tin, Chelsea và Man City đang cạnh tranh quyết liệt để chiêu mộ tài năng trẻ Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Premier League vào tháng 9 năm ngoái, khi mới 15 tuổi và 181 ngày. Dù gây ấn tượng mạnh ở học viện, nhưng Arsenal phải nỗ lực để trói chân thần đồng này trong thời gian tới. Tờ Evening Standard đưa tin Arsenal có thời hạn đến thứ 6 để đồng ý trao cho Nwaneri một học bổng khi cầu thủ này sẽ không còn chơi bóng dễ dàng học sinh. Daily Mail khẳng định rằng Chelsea và Man City đang tận dụng thời cơ này để tiếp cận Nwaneri. Arsenal đẩy đi Rob Holding, chuẩn bị đón Julian Timber. Julian Timber là một trong những mục tiêu hàng đầu của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng ngày 2023. Pháo thủ đã đồng ý các điều khoản cá nhân với ngôi sao Ajax và đã gửi lời đề nghị thứ hai đến đội bóng Hà Lan. Đội bóng thành London chấp nhận chi 41,5 triệu bảng cho thương vụ này. Sự có mặt của Julian Timber sẽ khiến một vài cầu thủ của Arsenal phải rời đi. Theo Express, Rob Holding chuẩn bị chuyển đến Beşiktaş theo dạng cho mượn. Cầu thủ người Anh không được sử dụng thường xuyên ở mùa giải vừa rồi. Việc tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp anh có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Lộ biến đối tiếp theo của Jesse Lingard. Trong một chia sẻ mới nhất, khi được hỏi về tương lai của mình, Jesse Lingard tiết lộ: "Tôi chưa bao giờ loại trừ bất kỳ khả năng nào. Nếu cảm thấy những lời đề nghị phù hợp, tôi sẽ cân nhắc. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là dự án phải phù hợp với mình." Về khả năng tới Ả Rập Xê Út, các đội bóng ở quốc gia này đang hoạt động thực sự mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Kể từ mùa hè năm nay, đây sẽ là điểm nóng về chuyển nhượng. Tôi thực sự không ngạc nhiên khi những cái tên tuổi lớn đang chuyển đến đó. Vì vậy, đó là điều tôi cũng sẽ cân nhắc. Liverpool bất ngờ muốn chiêu mộ Mbappe. Trong bối cảnh Real Madrid vẫn đang chần chừ với mức giá PSG đưa ra, Liverpool lập tức nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Mbappe. Theo Marca, The Kop sẵn sàng chi ra số tiền 300 triệu euro tính cả phụ phí, đúng như con số PSG yêu cầu. The Kop lúc này cũng muốn tăng cường hàng công. Kết thúc mùa giải 2022-2023, họ chia tay Roberto Firmino. Ngoài ra, Darwin Núñez thi đấu chưa như kỳ vọng, còn Luis Diaz đối mặt nhiều hoài nghi sau quãng thời gian phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. West Ham từ chối 90 triệu bảng của Man City ở thương vụ Declan Rice. Với tiềm lực tài chính dồi dào, Man City nhanh chóng đưa ra những mời gọi hấp dẫn với Rice cũng như West Ham. Theo đó, đội chủ sân Etihad đã gửi đề nghị đầu tiên chi giá 90 triệu bảng cho West Ham để trao đổi về trường hợp của Rice. Con số 90 triệu bảng được Man City đưa ra gồm 80 triệu bảng tiền chuyển nhượng và 10 triệu bảng phát sinh. Tuy vậy, chúng đó vẫn chưa đủ để West Ham chấp nhận đàm phán. Không lâu sau khi nhận đề nghị từ Man City, West Ham đã dứt khoát từ chối. Đội bóng thành London khẳng định rằng mình sẽ không để ngôi sao số 1 ra đi trừ khi nhận về 100 triệu bảng. Tới lượt Juventus muốn giải cứu Lukaku. Những khó khăn tài chính khiến Juventus nhiều khả năng sẽ phải bán đi tiền đạo Dusan Vlahovic trong kỳ chuyển nhượng ngày 2023. Hiện tại, có rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu muốn có chữ ký của chân sút người Serbia. Trong trường hợp bán đi Vlahovic, Juventus sẽ phải tìm kiếm những cái tên thay thế. Theo thông tin mới nhất, Romelu Lukaku là cái tên mà ban lãnh đạo Bà Đầm Dạ thành Turin nhắm tới để thay thế cho tiền đạo số 9. Lukaku giờ đây gần như hết tương lai ở Chelsea. Ban lãnh đạo The Blue xác định rõ quan điểm sẽ chỉ bán đất Anh hè này chứ không tiếp tục cho mượn. 40 triệu euro là con số Chelsea mong muốn trong thương vụ này. Tân binh khủng tiếp theo của Newcastle đến từ Barca. Sau Sandro Tonali, Newcastle đang tập trung đưa Ferran Torres của Barca trở lại với bóng đá Anh. Huấn luyện viên Eddie Howe đánh giá cao những phẩm chất của Ferran Torres cũng như kinh nghiệm tại EPL trong áo Man City. Barca từng chi một số tiền không nhỏ để đưa Torres tới Camp Nou, nhưng cầu thủ này không cho thấy những gì tốt nhất của mình. Mùa giải vừa qua, Torres không phải ưu tiên hàng đầu trên hàng công của huấn luyện viên Xavi. Việc không được ra sân thường xuyên ở Barca có thể ảnh hưởng đến vị trí của cựu sao Man City ở đội tuyển Tây Ban Nha, và anh có lý do để cân nhắc việc rời Camp Nou ngay ở hè năm nay. Barca có thể lắng nghe đề nghị 40 triệu euro để chia tay cầu thủ người Tây Ban Nha. Nóng, Bayern Munich hỏi mua Harry Kane. Tờ The Atlantic tiết lộ, Bayern Munich đã gửi lời đề nghị chính thức hỏi mua tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Mức phí chuyển nhượng mà nhà vô địch Bundesliga gửi đến đội trưởng đội tuyển Anh là 70 triệu euro cùng với các phụ phí. Harry Kane còn 1 năm trong hợp đồng hiện tại với Tottenham và có thể chia tay gà trống trong mùa hè này sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng đã bị đình trệ. Tờ The Atlantic tiết lộ, ngoài hùng xám, Manchester United từ thời Ole Gunnar Solskjaer cũng để mắt đến Kane, và đến nay anh vẫn nằm trong danh sách chuyển nhượng ưu tiên của Quỷ Đỏ.
Tottenham vừa trải qua một mùa giải thất bại khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 8. Dù vậy, Kane vẫn thể hiện một phong độ ghi bàn xuất sắc. Anh phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Jimmy Greaves cho Tottenham vào tháng 2 khi ghi bàn thắng thứ 267 cho câu lạc bộ.